Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Way Movie. Vừa qua, The Boys mùa 3 của nhà Amazon Prime đã cho ra mắt tập 4 với những tình tiết mới vô cùng hấp dẫn. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm qua những sự kiện đã diễn ra trong tập 4 này, cùng với đó là những chi tiết thú vị mà có thể các bạn đã bỏ lỡ khi xem bộ phim này nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào, let's go! Mở đầu tập thứ 4, việc lén lút sử dụng hợp chất V của Butcher đã bị Hughie phát giác. Butcher lúc này thừa nhận mình chỉ sử dụng đúng một liều để hạ gục Gunpowder. Sau khi được công chúng ủng hộ vì sống thật với bản thân, Homelander tiếp tục lên truyền hình để chửi đồng Vought là lũ dối trá. Điều này khiến chủ tịch Stan Edgar tức giận. Ông đến thăm nhà Victoria Newman để muốn cô nhắc nhở Homelander về việc ai mới thật sự là người có quyền lực. Tuy nhiên, Newman cũng vô cùng sợ hãi khi nhận được mệnh lệnh chống lại Homelander, mặc cho lời đảm bảo rằng cô và con gái cô sẽ được bình an. Thông tin Starlight và Homelander hẹn hò được phát đầy trên các phương tiện truyền thông và đến tai Hughie tối đó. Starlight cay đắng nhắc nhở Hughie rằng đây là cách duy nhất và kế hoạch lấy được thứ vũ khí kia phải thành công. Ngay lúc này, Homelander xen vào khiến cho cả hai hú hồn hú vía. Hắn ta trêu chọc Hughie về mối tình truyền thông của hắn với Starlight, điều này khiến Hughie trở nên tức giận. Starlight sau đó đến nói chuyện với Maeve và hỏi cô đã từng nghe nói về một loại vũ khí nào có tên là BCL Red chưa? Maeve nói rằng đừng có hỏi ngu, chính cô là người nói cho họ về bí mật đó chứ ai. Maeve cũng nói thêm về kế hoạch của cô hiện tại là trau dồi sức mạnh để khi nhóm The Boys tìm được thứ vũ khí kia, cô có thể câu cho họ một vài giây để ngắm bắn. Tuy nhiên, họ cần thêm người giúp nếu muốn chỉ hoãn được Homelander nhiều hơn. Starlight đem câu chuyện này nói với Supersonic rằng họ có thể phải chiến đấu với Homelander, rằng có một cách có thể hạ gục được hắn ta. Starlight nói với anh rằng họ cần thêm 4 hoặc 5 siêu anh hùng nữa để phục vụ cho kế hoạch lần này. Ở một diễn biến khác, sau khi biết được sếp cũ của Frenchie, Nina là người Nga, nhóm The Boys đã đến hang ổ của cô và hỏi về thứ vũ khí có thể chống lại Homelander. Để moi được thông tin, Butcher đã phải chi trả cho cô ta 100.000 đô la Mỹ. Từ đó, nhóm The Boys lên máy bay tiến thẳng đến Nga. Tuy nhiên khi đến nơi, The Boys phải thanh toán cho Nina một mạng người để có thể đổi lại thông tin mà họ muốn. Kimiko là người được chọn để hoàn thành nhiệm vụ dù cô không hề muốn. Tại cuộc họp đầu tuần để chào đón thành viên mới Supersonic, A-Train đã lên tiếng về việc một siêu anh hùng tên là Blue Hope đang đối xử bất công khi liên tục đi tuần ở những khu dân cư da đen, gây nên những cái chết không đáng có. Tuy nhiên, cô người yêu The Deep đã bơm đều để anh ta lên tiếng chống lại A-Train, rằng hiện tại họ cần thêm các siêu nhân chứ không phải loại bỏ bớt người đi. Quan điểm này được Homelander tán thành và nó khiến A-Train tức giận. Ra bên ngoài, anh chất vấn The Deep và cả hai đã có một chút dằn mặt nhau. Homelander xuất hiện vào bênh vực The Deep, Supersonic cũng đến và đỡ A-Train đứng dậy. Anh tiết lộ cho A-Train về kế hoạch tập hợp lại các siêu anh hùng để chống lại Homelander. Quay trở lại Nga, Kimiko mặc trang phục để đi dự tiệc để ám sát một tên người Nga. Ngay trước khi tên kia thực hiện những hành vi biến thái của mình, Kimiko dùng một cái sex toy đâm xuyên đầu hắn ta. Kimiko cũng chỉ mất có 30 giây để kết liễu toàn bộ đội quân hạ đẳng của tên người Nga. Tối đó, Stan trấn an Newman trong cuộc họp báo trước khi cô lên tiếng công khai chống lại Homelander. Tuy nhiên, Newman lại bất ngờ lên tiếng công kích ngược lại giới chóp bu của Vought, đặc biệt là chủ tịch Stan Edgar. Trước sự ngỡ ngàng của ông, Newman nói rằng suốt những năm qua, cô mới là người luôn luôn bảo vệ ông chứ không phải là ngược lại. Ở đầu cầu Vought, nơi các siêu nhân đang tụ họp và theo dõi được tin tức, Maeve cảm thấy bất ngờ trước những điều đã xảy ra. Homelander thì bình thản nói rằng Vought là một công ty siêu anh hùng và nên được lãnh đạo bởi họ. Anh cảnh cáo rằng bất cứ đứa nào từng cậy quyền nhờ Stan thì giờ liệu hồn mà sống. Homelander sau đó đến thăm Victoria Newman tại nhà của cô. Homelander ban đầu thách thức cô làm nổ tung đầu của mình, thế nhưng sau đó an ủi và nói rằng cô đã lựa chọn đúng đắn vì Stan đã chuẩn bị một kế hoạch chống lại Newman từ lâu. Cô chả phải con gái mà chỉ là thứ vũ khí của ông ta. Gặp Stan tại trụ sở của Vought, Homelander trêu chọc việc ông bị đình chỉ công tác tại công ty. Tuy nhiên, Stan cảnh cáo Homelander rằng anh sẽ không thích vị trí lãnh đạo này đâu, vì cơ bản thì không còn ai bao che cho lũ siêu nhân nữa rồi. Stan mỉa mai rằng Homelander đơn giản chỉ là một sản phẩm lỗi chứ chả phải thần thánh gì. Ở một diễn biến khác, Victoria tiêm cho cô con gái Joe một liều thuốc V do Homelander đưa đến để biến cô trở thành một siêu nhân. Joe hét lên đau đớn và bắt đầu khóc nức nở, trong khi Victoria cũng không kìm được nước mắt. Tại Nga, sau khi bàn tay nhuốm đầy máu, Kimiko thất vọng vì những gì Butcher bắt cô làm. Cô và Frenchie tâm sự và cùng nhau lên kế hoạch đưa nhau đi trốn tại Marseille sau khi nhiệm vụ kết thúc. Cả nhóm lúc này lên kế hoạch tiến đến vị trí của thứ vũ khí kia. Butcher tiếp tục tiêm một liều V vào cơ thể như một phương án dự phòng. Hughie nhanh nhảu cũng muốn một liều nhưng Butcher quả quyết không cho. Tiến đến một nhà máy của quân đội, Mew và Butcher nhanh chóng cắt điện. Nhóm The Boys từ đó bước vào và chiến đấu với quân đội nơi đây. Trong lúc tình thế hiểm nghèo, Butcher đã sử dụng sức mạnh siêu nhân tạm thời của mình để quét sạch bè lũ Nga. Hughie do trước đó đã tiêm trộm một liều V nên cũng sở hữu siêu sức mạnh để chiến đấu. Xong xuôi, họ tìm thấy một chiếc quan tài đứng và nhận ra bên trong chính là vũ khí. Tuy nhiên khi mở ra, bên trong lại là Soldier Boy còn sống. Hắn bước ra ngoài và bắn ra một luồng sáng từ ngực của mình, khiến Kimiko bị thương. Tuy có khả năng tự hồi phục, nhưng những vết thương do Soldier Boy gây ra lại khiến Kimiko không thể tự lành được nữa. Hắn ta sau đó bỏ đi và nhóm The Boys nhanh chóng đưa Kimiko đi cấp cứu. Quay trở lại buổi họp báo, Starlight và Homelander mỉm cười với báo giới. Homelander sau đó bế Starlight đi lên sân thượng, nơi Supersonic chết một cách thảm thương ở bên trên. Homelander thừa nhận rằng A-Train đã khai với anh về âm mưu của cô và Supersonic. Homelander cảnh báo rằng người tiếp theo sẽ là Hughie nếu Starlight không bắt đầu ngoan ngoãn từ bây giờ. Trên đây là toàn bộ những sự kiện đã diễn ra trong tập 4 của series The Boys mùa thứ 3. Sau đây hãy cùng điểm qua những chi tiết thú vị mà các bạn đã có thể bỏ lỡ khi xem phim nhé! Sau khi đột nhập thành công vào căn cứ quân sự của bọn Nga, nhóm của Billy vô tình giải phóng Soldier Boy đang bị giam giữ tại đây. Hắn ta bước ra và giải phóng năng lượng khiến cho Kimiko bị thương nặng. Việc bị tưởng lầm rằng đã chết và được cất giữ đồng thời nghiên cứu bởi những kẻ xấu xa khiến chúng ta không khỏi liên tưởng đến hoàn cảnh của Winter Soldier, Bucky, người bạn thân nhất của Captain America trong MCU. Việc tên Soldier Boy có năng lực và tạo hình giống Captain America nhưng hoàn cảnh lại giống với Winter Soldier, cảm giác cứ như khịa một được hai hướng thẳng về phía Marvel vậy. Sau khi có được tên Soldier Boy, người Nga tiến hành nghiên cứu và tái tạo thành công hợp chất V. Chúng đã tiêm vào chú chuột Hamster Jamie khiến chú chuột này sở hữu siêu sức mạnh. Phân cảnh chú chuột bay lên và tấn công tên lính canh khiến mình liên tưởng đến phân cảnh chú thỏ trắng tấn công người trong bộ phim Monty Python and the Holy Grail, một bộ phim hài của Anh năm 1975. Ngoài ra, chú chuột này cũng từng xuất hiện trong truyện. Ban đầu, chú chuột này không sở hữu năng lực và sống trong hậu môn của một anh chàng có tên là Bernie Cox. Sau khi tên Bernie Cox hẹo, cậu ta thoát ra ngoài và được Hughie nhận nuôi. Sau khi đề nghị Billy tiêm cho mình một liều V24 nhưng không được, Hughie đã tự ý lấy trộm và tiêm nó vào cơ thể mình. Điều này giúp cậu có siêu năng lực siêu tốc độ, khá giống với kẻ từng hại chết người yêu cũ của cậu là A-Train. Ngoài ra, cậu ta cũng có dấu hiệu của sự tha hóa. Khi mọi người lo lắng cho Kimiko, thì Hughie lại ngồi tận hưởng sức mạnh cho mình. Khi nói chuyện về việc bản thân không muốn tiếp tục làm cho Billy nữa, Kimiko và Frenchie có nhắc đến việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cả hai sẽ về Marseille, quê của Frenchie trong comics. Trên thực tế, đây là một thành phố cảng và là thành phố lớn thứ hai của nước Pháp. Marseille cũng là một trong những thành phố cổ nhất ở Pháp và ở châu Âu. A-Train phải đóng quảng cáo cho thứ nước tăng lực anh ta làm đại diện thương hiệu, có tên là Turbo Rush. Nội dung chính của quảng cáo này là thứ nước Turbo Rush này đã giúp ngăn cản một cuộc bạo loạn giữa người dân và chính phủ, nhờ vào việc khiến họ trở nên bình tĩnh hơn. Đây là một cú khịa siêu chất hướng đến hãng nước giải khát nổi tiếng toàn cầu Pepsi. Nội dung của nó như được bê nguyên từ đoạn quảng cáo dài 4 phút của Pepsi. Hơn nữa, tạo hình và màu sắc lon nước trông không khác gì lon Pepsi chúng ta hay uống hàng ngày cả. Trong đoạn hồi tưởng đầu tập phim của Milk, ta thấy xuất hiện một show truyền hình nhìn khá cổ với nhân vật chính không ai khác chính là Soldier Boy. Tên của show truyền hình này là Solid Gold và nó thực sự tồn tại ở ngoài đời. Solid Gold là một series phim truyền hình ca nhạc của Mỹ được phát sóng tập đầu tiên vào ngày 13 tháng 9 năm 1988 và kéo dài đến ngày 23 tháng 7 năm 1988. Tại Nga, ta thấy rất nhiều bức graffiti châm biếm The Seven trên tường ở khắp mọi nơi. Điều này chứng tỏ rằng tại đây, họ rất căm ghét nhóm siêu anh hùng này. Cũng là hợp lý vì trên thực tế, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ luôn rất căng thẳng. Trong vũ trụ của The Seven, khi Mỹ vượt trội hơn với sự xuất hiện của các siêu nhân, chắc chắn khiến bên Nga vô cùng căm ghét. Các bạn thấy phân cảnh chiến đấu với sex toy này quen chứ? Vậy hãy cùng xem lại đoạn phim này nhé! Đây là phân cảnh trong bộ phim về đa vũ trụ vô cùng nổi tiếng thời gian vừa qua đến từ nhà A24, Everything Everywhere All at Once. Nhưng ở The Boys, mức độ máu me và bạo lực nằm ở tầm khác hẳn. Trên áo của Mew trong phân cảnh này là biểu tượng NWA. Trên thực tế, NWA, viết tắt của cụm từ Niggas with Attitudes, là một nhóm nhạc hip-hop đến từ Compton, California, Hoa Kỳ. Họ nằm trong số những nhóm nhạc hip-hop nổi tiếng sớm nhất và cũng gây tranh cãi nhiều nhất về thể loại nhạc gangster rap. Trên áo của Hughie có in dòng chữ Foreigner. Foreigner là một ban nhạc rock người Mỹ gốc Anh, ban đầu được thành lập tại thành phố New York vào năm 1976. Trên đây là toàn bộ những sự kiện đã xảy ra trong tập 4 của The Boys mùa 3 và 10 chi tiết thú vị trong phim mà có thể các bạn đã bỏ lỡ. Các bạn có cảm nhận như thế nào về tập phim này cũng như là muốn chúng mình làm thêm về những series nào khác thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì Way to Way out!